Chào mừng các bạn đã trở lại với series Top 10 sự thật thú vị của Ghana Free Fire. Trong tập lần này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về key player của VGaming, đội tuyển vừa vô địch đấu trường sinh tồn mùa xuân 2020. Đó chính là tuyển thủ Meko. Với cộng đồng Free Fire, Meko có lẽ là một cái tên không quá ấn tượng và chưa được đón nhận quá nhiều sự quan tâm của mọi người. Tuy nhiên, tại giải đấu trường sinh tồn mùa xuân 2020, đặc biệt là trận chung kết vừa rồi, Meko đã chứng tỏ rất tốt năng lực của bản thân và góp phần không nhỏ vào chiến thắng của VGaming. Meko sinh ngày 13 tháng 10 năm 2000 tại Pleiku, Gia Lai, nhưng quê gốc lại ở Huế. Ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về anh chàng tuyển thủ tài năng này nhé. Đầu tiên là người có điểm hạ gục cao nhất trong team. Tại trận chung kết quốc gia đấu trường sinh tồn mùa xuân 2020, Meko là thành viên có số điểm hạ gục cao nhất của đội tuyển VGaming. Trong suốt 6 ván thi đấu, anh đã mang tới cho người xem những pha giao tranh ấn tượng và Meko cũng được xướng tên trong bảng xếp hạng kill cá nhân với vị trí top 3 của vòng chung kết đấu trường sinh tồn mùa xuân 2020. 2. Là thành viên mới nhất của VGaming. Meko là một cái tên hoàn toàn mới trong đội hình của VGaming. Sau một khoảng thời gian kiểm tra về mặt kỹ năng, anh ta chính thức bước vào mái nhà chung VGaming vào tháng 3/2020. Có thể nói, Meko chính là mảnh ghép vừa vặn nhất của VGaming còn thiếu. Anh tham gia chính thức vòng bảng của đấu trường sinh tồn mùa xuân 2020 vào tuần thi đấu thứ 5 và ngay lập tức được xướng tên trong đội hình của tuần với lối chơi ấn tượng. Meko và các đồng đội đã cùng đồng lòng bước vào vị trí top 5 tại vòng bảng cũng như có cú lội ngược dòng ngoạn mục tại trận chung kết đấu trường sinh tồn mùa xuân 2020 và giành được chiếc cúp vô địch. 3. Có thành tích học tập con nhà người ta. Song song với việc làm một tuyển thủ chuyên nghiệp, Meko vẫn đang cố gắng dành thời gian cho việc học tập. Hiện tại, anh đang là sinh viên năm 2 khoa du lịch của trường đại học Tài chính Marketing. Trong thời gian học, Meko luôn đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi và bước vào đại học với số điểm rất cao. Anh luôn cố gắng sắp xếp thời gian cho riêng mình và cân bằng giữa việc học và luyện game để không bị ảnh hưởng lẫn nhau. 4. Có tới 15 huy chương vàng. Meko chính xác là một anh chàng đa tài. Không những là một tuyển thủ có thành tích học tập tốt, anh còn là một vận động viên võ thuật. Anh chơi taekwondo và giành tới 15 huy chương vàng. Quả thực là những thành tích khiến người ta phải trầm trồ ngạc nhiên về một anh chàng có vẻ ngoài khá thư sinh đúng không nào? Chắc rằng Meko cũng vận dụng những thế võ của mình để áp dụng với Free Fire đó nhỉ? 5. Đam mê diễn xuất. Nếu bạn nghĩ rằng game thủ luôn là những người ngại ngùng và rụt rè trước ống kính máy quay thì hoàn toàn sai rồi nhá. Meko là một anh chàng luôn tự tin và còn có khả năng diễn xuất khá tuyệt vời. Theo dõi TikTok của Meko, bạn sẽ phải ngạc nhiên trước anh chàng tuyển thủ này. Những đoạn video ngắn nhưng cũng đủ để toát lên thần thái và thể hiện rõ được tố chất của một diễn viên thực thụ. 6. Nghiện trà sữa. Trà sữa là một loại đồ uống mà nhiều người rất thích. Anh chàng Meko của chúng ta cũng vậy, rất thích uống trà sữa. Anh chia sẻ, ngày nào anh cũng có thể uống mà không biết chán. Meko luôn nghiện đến nỗi còn mày mò tự làm trà sữa nữa cơ. Đúng là muốn ăn thì phải lăn vào bếp thôi. 7. Từng là một bartender. Để trang trải cho cuộc sống sinh viên ở một thành phố lớn, Meko đã từng là một nhân viên pha chế. Công việc part time này không chỉ giúp Meko có thêm thu nhập mà còn là một niềm đam mê của anh. Meko rất thích việc tìm hiểu những loại công thức mới, hương vị mới cho mọi người. Anh chia sẻ song song với việc là một tuyển thủ chuyên nghiệp, Meko cũng muốn trở thành một bartender. 8. Luôn biết cách cân bằng cuộc sống. Tuy nhỏ tuổi nhưng Meko là một chàng trai đa tài và luôn cố gắng nỗ lực hết mình để phát triển bản thân. Với những thành tích của mình, Meko vẫn cảm thấy chưa đủ và muốn tìm tòi thêm những thế mạnh của bản thân. Anh chia sẻ rằng anh muốn trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp, một streamer đa tài và hoàn hảo nhất có thể trong cộng đồng Free Fire. 9. Chưa có người yêu. Hiện tại, Meko vẫn chưa có tình yêu, mặc dù đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình. Mẫu bạn gái lý tưởng của anh rất đơn giản, chỉ cần cao từ 1m50 đến 1m6 và có cá tính. Vậy nên bạn nữ nào lỡ phải lòng Meko rồi thì ứng tuyển ngay thôi nào. 10. Là bạn thân của VGaming Crazy. Meko và Crazy là một đôi bạn thân. Anh bước chân vào VGaming cũng là từ lời giới thiệu của Crazy. Meko chia sẻ, Crazy luôn ở bên cạnh và là cổ động viên mỗi khi anh gặp khó khăn. Họ luôn đồng cảm và thấu hiểu cho nhau trong cuộc sống, cũng hiểu rõ lối chơi của nhau trong game nữa.
Trước khi bước vào đội tuyển V-Gaming, Meko không phải là một tuyển thủ quá nổi bật, nhưng bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân và như cá gặp nước, Meko đã tỏa sáng trong team V-Gaming tại đấu trường sinh tồn mùa xuân 2020. Anh đã từng đứng trong đội hình xuất sắc nhất của tuần thi đấu thứ 5 tại vòng bảng thuộc top 3 trong bảng xếp hạng về kill cá nhân tại vòng chung kết và cùng V-Gaming giành lấy chiếc cúp vô địch danh giá. Tuy là ngôi sao mới nổi, nhưng chắc chắn rằng Meko sẽ còn tỏa sáng, tạo ra nhiều bất ngờ và cống hiến hết mình cho cộng đồng Free Fire. Trong tập hôm nay, chúng ta đã biết những thông tin thú vị về V-Gaming Meko. Ở tập sau, các bạn muốn Gaena Free Fire bật mí về tuyển thủ nào hay streamer nào nữa? Hãy comment ngay xuống phía dưới của video để chúng tôi cùng biết nhé! Ấn đăng ký và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin và những trận đấu Esports đỉnh cao.